Hello, xin chào ông bà cô chú anh chị đã đến với kênh Ngọc Linh TV. Hôm nay ngày mới nên chúc ông bà cô chú anh chị dồi dào sức khỏe. Hôm nay hai chị em sẽ chia sẻ với ông bà cô chú anh chị một cái món mì xào giòn đồ biển cho gia đình ăn. Mời ông bà cô chú anh chị cùng theo dõi với hai chị em nha. Hello Ngọc. Hello bà cô bác anh chị đã đến với kênh của Ngọc Linh TV Canada nha. Trước hết Ngọc kính chúc ông bà cô bác anh chị nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Hôm nay Ngọc chia sẻ cái món mì xào giòn đồ biển nha. Giống như là Ngọc mua cái mì này nè, xào để cho gia đình ăn buổi chiều nay. Thì mình trong cái đồ biển đó mình thích bỏ cái gì thì mình bỏ ha. Giống như là Ngọc thì hôm nay Ngọc chỉ bỏ mực, mực với tôm, với cái này cái bằng chả đó, chả cá đó. Chả nó giống như là chả nó bán giống như để mình ăn lẩu rồi đó ha. Rồi cái này là đậu nè, thì cà gót. Cần mà mình thích thêm những cái gì đó thì mình cứ bỏ vô, nhưng mà Ngọc hôm nay Ngọc chỉ xào như vậy thôi ha. Thì Ngọc chia sẻ với bà cô bác anh chị mấy cái giống như mấy loại mà còn mì là Ngọc mua loại mì này ha. Thì nó có nhiều loại mì, mình mua về mình chiên đó, anh chị thích loại nào thì mình mua loại đó nha. Còn Ngọc thì hôm nay Ngọc đi chợ Ngọc thấy cái loại này thì Ngọc mua loại này. Rồi mình có dầu hào, nước tương, ha, dầu mè, rồi mình xào thôi cũng dễ lắm. Để Ngọc lột mấy cái tỏi này ra chứ. Rồi Ngọc sắc mực. Để hồi nữa mình xào vậy đó. Cái mì này Ngọc mua ở siêu thị Á Đông mình phải không Ngọc? Siêu thị Á Đông, Thiền Thi cũng có, mà mấy cái chỗ tiệm Á Đông Việt mình cũng có nữa. Mà cái này là nhà gần nhà Ngọc nhất là Thiền Thi. Ngọc mua trong Thiền Thi. Thường đó Ngọc mua những cái mì rồi đó là thường Ngọc vô trong Thiền Thi mua nhiều, tại vì trong chỗ của Tàu á có nhiều để cho mình chọn lựa cho nên Ngọc hay có mua nhiều khi Hoành Thắng rồi với lại xã của Ngọc người Tàu mà. Thì Ngọc đi trong đó thì nhiều khi có mấy cái đồ ổn thích đó. Giờ để nó đi họ bầm. Bây giờ con mực, con mực bữa nay bự vậy thì cho con mực này xào bự lắm á nè. Con mực này á Ngọc không có muốn sắc ở trong bề trong đi lên đây, Ngọc sắc bề này nè, cái bề lưng của nó đó, biết chị không, rồi nữa nó không có bị giá gì, Ngọc thích vậy đó. Nhưng nó cũng có quấn lại đẹp phải không hả? Ai nôn nó, nhầm khi mình ăn nó dai dai, Ngọc thích sắc cái bề, không biết sao Ngọc thích sắc cái bề lưng này nè, rồi mình ăn á nó sẽ giòn, con mực nó không có bị dai, tại vì mình đã sắc rồi ha. Còn giống như thì sắc xéo vậy thôi, anh chị nào muốn sắc như thế nào thì sắc ha. Còn Ngọc thì Ngọc thích sắc cái bề lưng này, rồi nữa cái mình ăn là nó giòn luôn đó, nó không có bị dai con mực á chị lên. Đúng tại rồi. Nó có cái miếng ở ngoài nè. Mình sắc nó nhuyễn luôn cái miếng này nè, đó vậy đó ha, sắc phép vậy thôi. Món này là con trai của mình nó thích nhất nè. Món này dễ lắm, anh Đình thích cái món mì Sài Gòn, nó đi vô nhà hàng là nó muốn kêu đó. Tại anh thích là giống như nó xốp xốp giòn giòn, có cái sốt đó Ngọc, sốt chát rồi. Lên giống như mình, kiểu mình làm hồi mình phải có cái sốt nữa. Ngọc có để cái nước sốt là cũng ăn thua mình đó, mình muốn bỏ nhiều hay ít là do mình đó ha. Tại vì giống như kiểu Ngọc thì thường thường xào á, cho nên Ngọc hay có bỏ sốt nhiều lắm à. Đúng rồi. Tại vì mình bỏ sốt nhiều như vậy đó thì cái hồi đó cái cọng mì của mình á nó không có bị khô á ha. Mà rồi mình coi nhầm người ăn giòn, thích ăn giòn thì như vậy đó. Thì bây giờ thành phần nó chỉ có nhiêu, còn này Ngọc cũng sắc ra luôn xéo xéo như vậy nè, cho nó bỏ cho nó đẹp á. Biết chi không, hồi nó Ngọc cũng trần qua hết trơn bằng nước sôi á, mình phải trộn á, trộn nước sôi qua rồi mình mới xào nha. Cho nên mình phải xài chung với mấy cái rau cải đây, xài chung vậy đây. Ngọc cũng hồi trộn hết trơn á, còn này mình muốn sắc kiểu nào là chuyện của mình nha. Muốn sắc cho đẹp kiểu nào là chuyện của mình, thường thường sắc vậy chứ dân cho nó vuông vuông dễ, nó giòn giòn chứ Ngọc không thích sắc xéo. Vậy thôi. Nhưng mà Ngọc hồi chiên hái đó nhiều lắm chị Linh. Chiều đem về cho coi lên một con nữa luôn được không á. Nhiều lắm, thấy chứ nhiều. Anh thích mấy cái này. Phải không? Anh cũng có thích ăn cơm, anh giống như Tư, phải ăn mì, ăn bún. Ôi, chồng có Ngọc là thích ăn giống như kiểu là Ngọc có thể phải có cơm, còn ổng thôi, ăn đồ nước với ăn mì vậy rồi. Bây giờ Ngọc sẽ pha cái sốt trước ha, rồi để cho bà con anh chị xem. Đây, ra cái sốt này. Mình hồi cái mình xào cái mình đổ vô là được rồi. Cái sốt này cũng dễ lắm, cũng theo gia vị của mình, nhưng mà Ngọc thì pha cho ông bà con anh chị nhìn thấy cho nó vui nha.
Cái này là một muỗng ăn cam dầu hào ha. Đây, bỏ đây. Làm trước đi. Bỏ đây. Cái này chắc lẽ phải có súp gà nữa đó chị Linh. Bữa nay Ngọc không có, Ngọc cho giống như kiểu là hai muỗng ăn canh đường nha. Ngọc phải pha cái sốt nha. Tại vì Ngọc cần cái sốt nó nhiều lắm, cho nên Ngọc cần như vậy. Ngọc cho miếng nước tương vô ha, cho nó với chị ăn cho nữa cho nó ngon ha. Đây, muỗng lưng lưng tên nước tương ha. Nước tương Mary. Vậy thôi. Cho chút xíu chút cần thao đợi vô khoảng muỗng cà phê đi. Ngọc lấy qua cái muỗng cà phê ha. Còn gia vị là do mình nha ông bà có bác anh chị, chứ không phải là giống như kiểu nhiều khi mình ăn lạc hay ăn hơi ngọt hay ăn hơi lạc hay mặn gì đó. Ngọc cho chút xíu tiêu nha. Vậy thôi. Này dễ không chị Linh? Chị Linh nhìn này nè, vậy chị Linh làm cũng được nữa đó. Rồi cho chút xíu dầu mè vô. Đó, vậy thôi là thành ra cái sốt rồi. Tại vì cái này đó một hồi nữa đó ha, khi mình xào cái giống như mấy cái gì đó đó, rồi mình đổ cái sốt này vô, rồi nếu mà có thiếu gì đó thì mình có thể thêm nữa, chứ không phải là như vậy thôi. Ngọc chỉ pha vậy thôi ha. Rồi nữa mình bắt đầu mình khi trước khi mình xào đó là mình cũng phải nêm nếm lại. Thì ví dụ mà nó hơi lạc quá hay gì đó thì mình thêm nước tương rồi thêm nha ông bà các anh chị. Cái này là Ngọc chỉ làm giống như đại khái cho mình biết là cái sốt nó như vậy thôi ha. Thôi bây giờ Ngọc sẽ đem cái phần này ra ngoài sau, rồi Ngọc phải bắt nước lên. Khi nào nước sôi Ngọc sẽ trụng cái giống như là Ngọc sẽ trụng rau cải này trước này ha. Rồi bắt đầu xong rồi Ngọc rửa nước lạnh xong Ngọc mới trụng tới mấy cái phần đồ biển. Rồi Ngọc ra chiên mì như thế nào đó Ngọc sẽ chia sẻ cho bà con anh chị nha. Ok. Vậy nha, bây giờ tới Ngọc sẽ trụng ha. Trước hết là Ngọc trụng rau củ trước thì mà Ngọc quên nó nghe Ngọc ba bằm tỏi mà Ngọc có cho thêm mấy lát như bằng gì gừng nữa nha. Như cái này là nó trụng trước nè. Cái lẩu này nè ngọt lắm. Giòn. Ngọc thích lắm, tới giờ sợ rớt mình cầm của người ta vô rồi. Nó giống như mà nó giòn mà nó ngọt. Ngọc thích với cái đậu này mà con gái Ngọc cũng rất là thích. Mà nó muốn mau lắm mà. Mình trụng vậy thôi. Ngọc có bỏ chút xíu muối vào trong đó. Mình trụng sơ ngang hết cho mình xào cho lẹ. Rồi xong rồi lên đây để Ngọc tắt lửa luôn, bây giờ nó nóng lên luôn ha. Đó, rồi xong rồi mình quay rồi mình chiên thôi. Mình trộn xong rồi Ngọc chết rồi, Ngọc bỏ nữa, cái thang nước lạnh nó nằm đang dưới rồi kìa. Có mấy cái cà gót cho nó hơi mà chút xíu vậy thôi. Nhưng mà chị Linh biết không, nhiều khi muốn bỏ đậu bắp đồ vô cái đậu mà giống như bắp lon á. Bắp non á, bắp lon đó mà nó không ăn. Tại vì có cái mùi á, không biết nữa. Tại vì giống như Ngọc làm giống như cho gia đình đó ăn đó, thì mình giống như trong gia đình giống như con mình ăn hết đó, thì mình mới làm, chứ còn giống như mình làm mà bỏ vô nhiều quá mà nó không ăn là không ăn. Cho Ngọc thì cũng thích ăn ra mà có thấy lậu ra mà. Còn anh chị á, ông bà cô bác mình xào mình có thích cái giống như mình xào cái loại nào đó thì mình bỏ nó vô thêm thôi. Cái này là mình giống như là mấy cái loại ghim thêm mà, đúng không chị Linh? Bông cải cho này kia, cứ tăng cái nào bỏ đó thôi. Bông cải xanh, bông cải trắng rồi đó, cũng được vậy. Có nhà người bỏ ớt chua không hả chị Linh? Đúng rồi. Chị Linh muốn ớt chua không? Mua họ bỏ cho mấy miếng ớt chua kìa. Thôi nếu mà có thì bỏ thêm vài lát cho nó màu mè ăn chút xíu. Bỏ có mấy miếng. Nhưng mà chị Linh cũng có tăng ớt chua. Ớt chua thì đâu cần trộn xuống sâu đâu, đúng không? Mấy cái này trộn là ăn sống được mà. Đúng rồi, Ngọc trộn giống như Ngọc trộn sơ ngang cho nó gần với cái chi ha, rồi Ngọc bỏ vô trong cái cái nước lạnh đó cho nó giòn nha, cho nó giòn thêm cái nước tương thôi. Rồi còn cái nước này tính chi nha, để bây giờ mình vớt lại tận hưởng nó lên, tận dụng nó làm tận hưởng tận dụng tận dụng cho mấy anh mực mấy em tôm ăn, cho mấy anh tôm mấy ăn, rồi quay qua là chiên thôi. Cái món này nè lẹ lắm. Anh chị nào ông xã mà đang trên đường về đó ha, ổng pho nó mới giờ anh đang trên đường về là nhà xào, là ổng về tới cửa là có ăn rồi, vậy thôi. Đó là cho nên đang cái bụng nên nói chuyện cũng lộn lử luôn rồi.
Bà này là lộn hoài, hãy nói tới đồ ăn là bà lộn. Bây giờ hót bỏ vô trộn luôn nha. Dạ, mà cũng nhiều chị Lan ơi. Tâm hồn em muốn, tâm hồn em muốn. Dạ, xin cái giấy ngọc là cái tay hãy mà đụng tới cái nước hay cái gì là ngọc phải lấy từ đấy. Nè thấy không? Thấy miếng mực đẹp không? Mình sát ở trên cái lưng của nó đó, thằng hồi nó mình ăn miếng mực nó mềm lắm nha, cái này theo Ngọc nha, Ngọc không mà nó rất đẹp nè, thấy chưa? Tại trên cái lưng mà còn nếu mà sát ở trong cái bụng á là nó quéo lại luôn. Đúng rồi. Vậy đó. Mình cứ trộn sơ ngang hết đi. Rồi mình bỏ vô hồi mình chỉ có xà. Thấy vậy mà nhiều dễ sợ không chị Linh? Thấy không? Được hết. Ngọc nói thiệt ấy nè, cái nhìn nè, đẹp chứ sợ. Nè, mà cái mực này nó dày ha. Nè thấy không? Lâu rồi. Nhìn nó đẹp chưa? Nó còn nếu mà hồi nãy ở trong là nó quéo cửa khác vậy đó. Còn này mình cắt mép ngoài nó quéo cửa khác. Mà đẹp thiệt đó, Ngọc công nhận thiệt đó chứ. Mình cắt vậy mình thấy đẹp dễ sợ điều quá ha. Mình cắt đại thì không có đo cho mà điều dễ sợ. Đó, bây giờ chuẩn bị. Giờ mình đổi cái này ra đây, mình bỏ vô trong đây. Rồi mình lấy cái ngon quá. Nè thấy không? Mình trộn nước sôi nè, nhìn nó xanh chứ sợ. Xong rồi Ngọc có bỏ chút xíu muối thấy không? Đó bây giờ mình để đây. Đây rồi mình đổ anh mực ra luôn. Dạ, chuẩn bị mình đổ anh mực trên tôm ra. Rồi anh kia là chắc sôi luôn rồi đó. Rồi anh kia là anh kia chưa đâu, anh kia sôi mới chiên được nha. Anh kia chưa sôi chiên này là nó sẽ không có giống như nó không giòn này nha. Đừng cái đó bụng quá nó bậy nha. Gấp ăn mà không được nha. Ngọc coi thử cho cái nó sôi chưa. Nếu như nó sôi thì nghĩ chưa đâu luôn, còn phải chờ thì chờ. Nó phải chờ đi. Chưa được okay, vậy. Tại vì cái này nó phải sôi cái mì nó mới bung ra được. Chứ lên mình chờ đi nha. Chờ xong rồi mình trở lại. Ok, quyết định đi đây. Bà cô bác anh chị nha, bây giờ nó dầu nóng rồi nha, đã bắt đầu à. Bây giờ để coi đè đè nó xuống coi không, coi nó có giống mấy người trong tiệm tạo không nè. Gặp nó mới là tàu lao, tàu lao nha. Nè đó, thì mình có cái gỗ vậy ha, làm cho nó vui nha. Rồi hồi thử nó ra. Ra mì giòn, chi giòn của mình thôi. Dạng lửa thì vừa vừa nha. Bỏ cái đó chị đừng có để nó cao lửa quá. Nó thành cái gỗ rồi nè. Bây giờ phải nó ra ngoài để mình ốp nó ra thôi. Hồi là mình ốp nó ra, nó giòn mình ốp nó ra thôi nha. Tại vì Ngọc muốn hồi cho để ba góc cho gia đình đừng có ai giận nhau, cho nên Ngọc cần cái gỗ. Chứ còn mình không cần cũng không sao. Mình ngồi lên là ổn rồi. Anh nổ là anh ăn mình dư phụ luôn á. Mình ngon đúng rồi, cái này dễ lắm. Bây giờ mình sẽ dùng tứ thôi, mình sợ nó không có đều quá ha. Mình tứ lên. Bây giờ mình không nghĩ gì là được rồi đó, nó giòn lắm. Mình vàng rồi, vàng này giòn nha. Đó, bây giờ Ngọc sẽ làm cái thứ hai nha. Để xích xích vô đây coi. Để cho nó làm cái giáo mở cái dầu đây. Đó, hồi nó cái mình lấy ra thôi, có gì chứ trời. Ừ. Như mình chiên cái ít vậy đó, nó giòn nghe, đừng có chiên nhiều quá nó không có giòn nè. Giống như nó nhiều quá nó đâu có giòn ấy đâu. Nè. 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 Cô bác anh chị nha. Đó, bây giờ tới phần tiếp theo nghe đây. Ngọc làm được mấy cái ổ chiên rồi đây nè.
dám gõ con chim quá ha. Ừ. Dễ thương không? À, quá chừng dễ thương đó. Ừ. Ngọc làm vậy cho ăn khỏi dần. Người nào ăn bên cái nào thì ăn có bên. Đúng rồi. Đó. Ha. Bây giờ đó, bây giờ mình bỏ tỏi với gừng vô xào luôn nha. Tại gừng Ngọc sẽ rát với chị ha, một hồi nữa là Ngọc sẽ lấy ra luôn á. Nó bầm vô nhuyễn nha, là lấy không được, lộn ra không được. Con gái của Ngọc ngộ lắm nha, cái không thích ăn gỡ ghê nhưng mà nó có cái sợi. Mà nấu chè sôi nước á thì phải dắt cái gừng ra lấy cái nước ra thì chỉ thích vậy đó ha. Đó. Bây giờ mình bỏ cái trước hết là Ngọc bỏ mấy cái đồ yến vô xào trước, nãy mình chỉ trụng thôi á, đúng chưa? Nhiều lắm chứ đâu có ít đâu. Cái này cái ổ chim nó chứa cũng nhiều lắm chứ không giỡn đâu à. Xào nha. Xào thì lắc một tí xíu. Cái chảo nặng quá. Chảo nặng cũng sổ phía tay. À, thì mình cứ xào vậy cho nó thơm rồi mình đổ cái sốt vô. Cái sốt xong rồi á, nếu mà thiếu thì mình cứ niêm lại vậy đó. Nhưng mà cái này á, nhầm người có thể bỏ giống như cái hắc xì dầu vô cho nó đậm đậm, nhưng mà Ngọc không muốn nha, Ngọc muốn cái này cho nó lợt nha. Cái gì có màu, nhưng mà cái này thì Ngọc lại không thích có màu, không chỉ ngã màu hơi giống như nó qua hơi nâu nâu chút xíu thôi. Thơm ha, ngon ha, rất là ngon đó, thấy vậy đó. Đó, đơn giản. Đơn giản ha. Bây giờ nó thơm mùi gừng mùi đồ. Bây giờ Ngọc sẽ cho hết cái sốt này vô nha. Rồi nó chán cái nước luôn. Được chưa? Phải dằn vào đó, ha. Mình xào lên được cho nó thơm nha. Nha. Thơm chưa? Dạ thơm. Thơm. Bây giờ Ngọc cho hồi cho nó vô đây. Quá thơm. Cứ rượu vô nha, bà con chị, tại vì nó có đồ biển nha. Cho khoảng một muỗng cà phê rượu vô, ăn cái đồ biển ha. Rồi vô cái này vô luôn, xào luôn đi. Đó, bây giờ mình bỏ cái nước này vô luôn nha. Nãy nè, nhớ không? Tận dụng hết, chừng hồi mình nêm lại đó. Còn cái rau là cuối cùng nha. Sáng mình quên mua cái lon súp gà ha. Dạ quên mua rồi, bây giờ mình trễ quá rồi. Nước lạnh đi. Nhưng mà đồ biển ra cũng ngọt. Nhiều quá rồi nó cũng chất ngọt. Nó chất ngọt. Nhiều thứ quá quên. Nhiều thứ quá, bây giờ phải chờ cho nó sôi lên. Đó chỉ vậy thôi đó ông bà cô bác anh chị. Bây giờ chị lên chờ chút xíu nó quay lại đi. Bây giờ mình chờ cho nó sôi rồi, khi nào mình bỏ rau mình sắp rồi mình đổ ra đây là xong rồi. Chứ okay, giờ chờ quyết định vậy đi. Hello bà cô bác anh chị nha. Bây giờ đó là Ngọc giống như nó cũng đã sắp sôi lên rồi ha. Bây giờ Ngọc nêm lại đó, là nãy cái gia vị nãy Ngọc chỉ đổ vô thôi đó. Bây giờ Ngọc thấy nó giống như nó hơi thiếu chút xíu đó, Ngọc cho chút xíu chứ cần powder nha. Mình có muốn bỏ như, giống như gia vị là do mình nha, Ngọc cho chút xíu đó. Cái Ngọc dằn một tí xíu muối nha, là Ngọc nghĩ hồi nãy là vừa Ngọc không có nêm nữa. Tại vì nãy mình có dầu hào với cái nước tương đó ha, thì Ngọc thấy là nó quá là ok rồi đó. Tại này mình cũng không ăn bạn miếng mà bạn thì mình đã viết tương thêm. Đúng rồi, mình có chấm nước tương thêm ở ngoài rồi mình đổ vô trong đây cho nó lấy cái sốt này nó rút vô trong cái mì của mình đó. Cho nên chỉ vừa ăn thôi, giống như mình làm như mì xào vậy đó, mà vừa ăn thôi là nó rút vô là vừa. Bây giờ nó đã sôi lên rồi ha. Bây giờ Ngọc sẽ cho cái tất cả rau củ vô rồi hoặc là mình đánh bột nữa là mình xong nha bà cô anh chị. Này, món này rất đơn giản mà rất là ngon. Đó, cái này cho hết vô luôn đi. Cái này là nãy là mấy cái hành rồi đó, nhiều lắm á nha, thấy không? Đó. Rồi bây giờ mình cho gì chứ, mình đánh bột vô rồi xong mình chế ra là ok rồi. Chà, bỏ một cái chút cho nó thơm ha. Mình cái này mình không có cần cho nó chín giống như cái nãy mình đã trộn rồi. Bây giờ Ngọc sẽ đánh bột. Đây, bột này là bột Ngọc làm là bột khoai tây nha. Còn mình muốn bỏ bột giống như bột bắp, bột năng gì cũng được nha. Nhưng mà Ngọc ở đây là Ngọc đang làm bột khoai tây nha anh chị nha. Nhà có bột nào? Có là bột gì còn làm bột nấy đi. Cái này mấy bác ở nhà đó giống như chiều chiều đó mình làm cũng được á. Giống như cái món này nó đơn giản lẹ đó. Mình cứ bỏ đó. Tại Ngọc có chèo ngược cho nên khi Ngọc làm mấy bác không có thấy. Đã thấy chưa? Thấy không? Mình
mình đừng có đánh sáng quá, vì vừa tại cái bột khoai tây á là nữa mình bỏ vô trong đó nó không có bị lền ra. Ngọc thấy về là vừa nghe anh chị nghe rồi nè. Nè, đừng có để đánh sánh quá, tại vì bột hồi nó sẽ sánh nữa, sánh hồi hết nước của mình ha. Ha, rồi xong bây giờ nè. Cho chút xíu dầu mè vô nữa, cái phút cuối cho nó bóng bẩy, cho nếu mà trong nhà hàng đó là họ chơi một gáo dầu vô. Ha. Quá tuyệt vời. Đó, tuyệt vời chưa? Bây giờ Ngọc sẽ múc ra nha. Múc ra đi, đổ vô ổ chiên đi. Đổ vô ổ chiên. Ổ chiên qua đây. Bỏ ra ổ chiên qua đây. Kêu ổ chiên nó kìa. Sẽ xếp mình về để mình thấy không? Thấy chưa? Được. Bây giờ cầm cũng có nấu nữa. Đó, vô đây. Giờ chia cho nó đồng đều ra ha. Đó, chàng ơi. Cái này xanh xanh đó đỏ cho em nhỏ nó mừng, em nhỏ không mừng mà chị Linh mừng nữa. Đó. Chàng ơi cho nè. Mình cứ để như vậy. Tại vì cái này nó phải có sốt ăn mới ngon nha. Không có sốt ăn mới ngon, cái này để ăn bên này như thiếu hơn mấy con tôm vậy. Chia phải chia cho đồng đủ nữa ha. Không coi đồng đủ nữa mà nói phản đối à. Bà chứ ai. Ai đồng đủ nó phản không phản đối là về cỡ phản đối. Bà cầm máy nghe anh chị. Mà bà đầu như là gì có chấm giữa này cái không hả? Bỏ vô cho nó nhiều rồi. Còn cũng còn chừa trong cái dĩa kia chứ gì. Chừa cho Ngọc phải không? Rồi. Ngọc thì không sao, Ngọc ít thôi không sao chứ. Ngọc đó ha, Ngọc thì ít ít gì được rồi, cái dĩa của Ngọc rồi. Dĩa của Ngọc ít thôi, không gì đâu. Đó, này Ngọc ít, mình ăn cho lấy cái vị thôi mà. Đó ha, ăn lấy vị mà ăn nhiều đó. Đó, của Ngọc vậy thôi, còn trong đây là vậy là. Vậy là vừa đủ luôn đó nha, bà có bác anh chị đó. Vừa đủ luôn, giống như là là mì của mình luôn đó. Còn cái sốt thì mình muốn bỏ thêm nước thì mình bỏ thôi nha đó. Nhưng mà cái loại mì này nha, mình phải cần cái đây, mình phải cần cái sốt của nó nhiều như vậy đó thì nó mới ngon nha ha. Đó bỏ thêm vài tổng rau lên. Bây giờ Ngọc bỏ thêm cái tổng ngò, có ngò mình ngò là người của mình đó, cho lên trong nhà hàng là không có ngò cho lên. Để dài cái cho nó đẹp. Để cho đẹp thôi chứ chứ trong nhà hàng hàng mà không có như người qua đó cho nên họ không có để cái này. Đúng rồi, rồi. Ừ. Bây giờ bưng hai tay hai cái đi được không? Mẹ không thấy mẹ. Ôi na nóng lắm bà ơi. Dẹp bưng một cái đi mà. Cái dĩa em bự cho lên tôi quầy vô bà ơi, đi ra đi nè, nó mở cửa cho bà ơi. Ok, quyết định vậy đi. Quá trời ngon chị Linh ơi. Ngon chứ. Giơ tay em hái cái cọng ngọt. Bỏ vô đây bị đau cả. Đó, đây là của Ngọc ha. Bây giờ thôi lẫn Ngọc mời ông bà có bác anh chị luôn nha. Trời ơi, bà cầm máy người ta nói cái tay của bà đó là bà thèm lắm rồi. Dung lại. Ngon phải không? Trời ơi, dung luôn rồi, dung đúng rồi, dung tay luôn. Đây nè. Giống như Tư nói dung tay luôn. Ngon không? Quá trời ngon. Để mấy con tôm lên cho nó ngon nè. Đó. Nói cho con mấy cái ớt cho nó cũng thơm lắm. Rồi cho thử đi Ngọc. Thử hả? Thử đi thôi để ngồi rớt máy luôn à. Vậy thôi Ngọc bỏ cho đẹp. Thôi hôm nay Ngọc giống như Ngọc làm cái mì xào giòn đồ biển ha. Ngọc chia sẻ với ông bà có bác anh chị. Thì thôi Ngọc cũng mời ông bà có bác anh chị dùng cùng Ngọc nha. Đây cái mực rất là ngon nha. Nè, mực này là mực mua của trong tiệm đại hàng á. Trên gần nhà Ngọc trên đường 152 á. Thôi Ngọc mời ông bà cô bác anh chị nha. Ngọc ăn mực trước, thôi ăn trước nha chị Linh. Thôi dạ, được rồi. Phải nói luôn á. Cái mực á, mà cắt, đừng có cắt trong cái bề trong mà cắt cái bề lưng á. Cái mực rất là ngon nha, nó mềm. Mì cho Ngọc. Hả? Mì với sốt coi. Bây giờ mì nè. Đây nè. Bây giờ phải gắp mì. Mày phải có sốt rồi nó vô mới thì nó ngon chị Linh. Và thêm con tôm nữa, con tôm nó là không có hả cái miệng được. Chị Linh trước đây. Mày trước với sốt rồi có dừa không? Ha, ngon ha. Thôi Ngọc ăn trước nha ông bà có bác anh chị. Còn mời ông bà có bác anh chị nghe nhỏ nhỏ thôi chị Linh ơi. Nó nóng. Mày này rất là giòn ra. Giòn tan luôn phải không?
cho nên đã được nhiều cho Ngọc không? Thấy cực khổ quá mà. Đúng rồi. Cái mì này nó giòn mà nó giòn tan luôn á nha. Cái mì này rất rất là ngon nha. Nếu mà anh chị nào xào mì xào giòn đó, bữa nào xào thử mì này đi, thử ăn ngon lắm. Đậu ngọt ngon cho Linh. Ngon mà cái mực này nè, cái mực này rất là mềm. Khi mà mình giống như mình xắt cái bề lưng á, đừng giống như mình mổ nó ra mà xắt cái bề lưng, cái bề ngoài bề trên á, cái con mực rất là mềm. Thì thôi Ngọc ăn nhiêu thôi, thì để thôi chị Linh chỉ thèm từ nghiệp chỉ cho Ngọc xin uống miếng nước dừa chị Linh mới gót cho Ngọc. Quá ngon, tuyệt vời quá. Thì hôm nay đó Ngọc chia sẻ với ông bà cô bác anh chị cái món mì xào giòn đồ biển Ngọc xào cho gia đình ăn. Thì Ngọc cũng gửi cho ông bà cô bác anh chị trong và ngoài nước gần xa hãy đón nhận cái món mì xào giòn của Ngọc nha. Ngọc cũng cảm ơn ông bà cô bác anh chị đã ủng hộ cái kênh Ngọc Linh TV Canada rất là nhiều. Và nếu thương cái kênh Ngọc Linh TV Canada thì hãy cho cái kênh Ngọc Linh TV Canada một share, một like, một đăng ký kênh. Ngọc cảm ơn ông bà cô bác anh chị rất là nhiều nha. Thì trước lúc tạm biệt ông bà cô bác anh chị, cho Ngọc kính chúc ông bà cô bác anh chị nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Mấy bác lớn tuổi lúc nào cũng khỏe mạnh và vui vẻ nghe mấy bác. Và đừng mà biết chi không, đừng coi cái con nấu nướng nào có gì về nấu cho mấy chị mấy anh ăn nha. Ngọc giỡn chơi, Ngọc nói vậy thôi. Ngọc tạm biệt ông bà cô bác anh chị nha. Bye bye. Cảm ơn ông bà cô bác anh chị và hẹn gặp lại trong video kế tiếp. Cảm ơn rất nhiều. Bye bye.